Chào các bạn, sau đây mình sẽ làm clip chết bay. Ở đây là khung video, đây là khung mới của mình. Còn đây là cái button trên đây, mình order, mình nhờ một anh chơi BMX order cho mình. Và đây là body van, nó xài cũng không êm cho lắm nhưng mà nó rất là bám, chắc tay. Đây bên này là có chữ van. Bao tay này đi mưa nó sẽ không bị tuột ra vì nó rất là bám với dính chặt trong ni lông. Đây là chén đét, quay cũng rất là mượt, giá cũng bình dân. Ở đây là con xe mới của mình. Mình đang xài cây A3 luôn. Và đây là hiệu này, cái chữ van. Mình thì cây bao mình xài là cây A3. Đây là cây phuộc SG1 Gabon, phuộc ấy màu xì. Phuộc này rất là chắc, giá thì cũng rất là ổn. Và đây là hấp trước mình là hấp Samten luôn. Đó, có chữ Samten nó hơi mờ. Đó, chữ Samten. Mà mình xài cắm thép với dàn MTX luôn. À, vỏ của Kenda. Đó, vỏ Kenda. Xài cũng rất là bền luôn. Ở đây là cái yên đét. Xài cũng rất ok nhưng cái điều ngồi đi xa chắc cũng hơi đau. Và đây là cái cốt số lần mà nó nằm bên dưới vì không thấy rõ. Đây là cái húp sau của mình. Húp Samten, húp 9T. Xài rất là cứng. Và có thể là đạp nhiều bạn có thể đạp nặng. Đây là cũng là vỏ Kenda luôn. Vỏ Kenda 2.1. Nó đúng chắc là 2.10 mà chỉ ghi là 2.1 thôi. Mình là cũng xài cắm thép luôn. Đây húp đét Samten 9T. Sơn một mắt. Xin một mắt vàng mua cũng giá ngoài chân thành bình dân luôn. Đó, húp Samten cốt bự nha mấy bạn. Và mình xài bộ đùi BB. Đây là cái dĩa và bộ đùi mình không nhớ tên cho lắm mà xài nó là dạng 48m, không bắt ốc, xài rất là chắc chắn. Đây là bê đan cũng thường, xài bên anh thường và cháp rất là dày. Dễ mình xài dễ 25T. Đây là full xe của mình. Chào các bạn.